Tiếp theo là ông bà cố thực cũng như là ông bà thế là bác của cháu Lê Huy Lê và các bà mơ và ông cậu bên ngoại của cháu Huy. Thì tôi và bà xã cũng là chú thím của cháu cũng như là tất cả các chú gì của cháu Huy cũng tham dự buổi hôm nay. Kính thưa quý vị, qua những ngày tháng tìm hiểu và hai cháu Huy Liên đã quyết định kết hôn với nhau để sống hòa đồng với nhau. Và cũng chỉ cách đây hơn một tiếng đồng hồ, tất cả hai họ chúng ta đã chứng kiến lễ hôn cuối tại nhà thờ. Và cũng để kết hợp giữa đạo và đời thì ngày hôm nay để tổ chức các buổi lễ hỏi thì hòa đồng trai có chuẩn bị các lễ vật gồm có 7 các lễ vật. Thì chúng tôi cũng xin mời ông bà thêm như là ông bà chánh đạo đến để chứng kiến những lễ vật chúng ta cho cả tất cả mọi người chứng kiến. Và đến đây chúng tôi xin được mời chú ạ là sẽ đại diện cho các bạn bè 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 các tôi xin phép được đại diện cho anh chị tôi đây là ông bà Thế Đáng. Trước hết xin gửi đến ông bà cầu hôn của các bạn nhà trai lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất của gia đình chúng tôi. Xin thưa quý vị, hôm nay gia đình chúng tôi cũng rất thân hoan và vui mừng khi đón nhận thành công của Thiên Chúa đã tuôn đổ xuống đất cho hai gia đình chúng ta khi ngài mời gọi cháu Tiết Liên và cháu Lê Huy bước vào tôn đoàn của đời sống hôn nhân. Theo truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền nhân để lại, việc dựng vợ đẻ chồng là bổn phận và trách nhiệm cao quý nhưng cũng rất quan trọng đối với của bậc cha mẹ đối với những người con đã trưởng thành. Hôm nay hai gia đình chúng ta đang thực hiện cái trách nhiệm cao quý đó. Khi gặp một nhà trai đã dẫn cháu Lê Huy đến đây và mang đến đây và để tiến trình lên bậc tổ tiên của cái bậc hòa nhà chúng tôi và xin được làm lễ đính hôn với cháu Tiết Liên của gia đình chúng tôi. Xin được đại diện cho cái bậc hòa nhà gái, chúng tôi xin tiếp nhận tất cả những lễ vật này và chấp nhận cho cháu Tiết Liên và cháu Lê Huy được kết duyên với nhau và xin mọi người trong hai gia đình chúng ta tiếp tục yêu thương và vô tác hạnh phúc để hai cháu bước vào tiến trình hôn nhân với vẻ niềm vui và hồi hộp. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Đây tôi xin được giới thiệu cháu Tiết Liên. Khi mà mẹ bắt đầu dẫn cháu Tiết Liên ra chào quý bà Minh. Đám cưới em là cô dâu. Đám cưới chú rể là ai? Mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc, ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu, mình chia sớt bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Mong muốn quả như là cầu cao. Và tôi cũng xin giới thiệu là ban do chính đảng cũng như là lữ trang của các cháu tham quan đặc biệt là có một cái phần loài của các cháu khi mà còn sinh thời thì có hứa cho cháu đi là khi nào mà cháu lập gia đình thì bà sẽ tặng cho cháu dâu lễ nhà mẹ của cháu Huy sẽ trả lại cho con dâu. Xin mời kính chào cha kính sứ và xin chào chúng con xin mời chú cha vô trong hoa phòng. Thank you.
trai. Và chúng tôi cũng xin mời các bạn, tất cả những nhân vật mà các bạn của nhà trai luôn đến đây, thứ nhất là vì tình yêu đến đối với cháu Tiết Kiên, thứ hai là do tấm lòng thành của quý vị đối với các bậc tổ tiên của hòa bình đã chúng tôi, còn về phía nhà trai chúng tôi hoàn toàn không yêu cầu làm gì cả. Giờ đây nghi thức lễ ly hôn đã xong, sau đây là nghi thức dân họ. Xin mời hai cháu tiến về phía bên nhật. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, xin chúc lành cho tất cả chúng con và của anh ra làm rộng rãi Chúa hôm qua, cho mỗi người chúng ta được hưởng dụng, kể cả chúng con kính mến Chúa và vì Chúa, chúng con yêu thương nhau để chúng con lo lắng và phục vụ nhau cho đời sống của chúng con càng ngày càng tràn đầy hạnh phúc hơn.
Chúng con cầu xin cả nhà Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhân dân cha và con và thánh thần. Amen. Chúc mọi người ngon miệng và vui vẻ. Chúng ta cho chào hoan tay chào nhau. Cảm ơn tất cả những tình cảm mà quý vị đã đến đây chung
trọng kính lời vị đại diện. Trong kính cha Chính Sứ, cha Giuse giám đốc đại chủ nhiệm Thánh Giuse Sâu Đồng, cha Giuse Chính Sứ giáo sứ Thái Hiệp, cùng quý cha khách, quý thưa quý chức, quý quan viên hai họ, quý thân bằng quyến thuộc, quý bè bạn thân hữu xa gần cùng toàn thể quý khách. Tình yêu là món quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho con người. Qua tình yêu, Thiên Chúa để cho con người tùy nghi sử dụng cái năng lực mãnh liệt nhất trên trần gian này. Đó là thứ năng lực mà mọi người đều có, bất chấp nam hay nữ, bất kể thuộc thành phần nào, bất kể thuộc tôn giáo nào. Tình yêu chẳng dành cho người giàu có, không dành cho kẻ khôn ngoan, cũng chẳng dành cho người danh giá. Tình yêu dành cho tất cả mọi người, và tất nhiên là tình yêu dành cho Tuyết Lưu và Lê Ly. Chính vì thế mà sau những năm tháng dài yêu nhau, họ đã nắm tay nhau đi đến đỉnh điểm của tình yêu. Được sự chấp thuận của xã hội và giáo hội, và sự đồng thuận và tác thật của hai bên gia đình, họ đã chính thức trở nên vợ nên chồng sau khi đã lãnh nhận bí tích hôn thứ tại Thánh đường Giáo xứ Thái Xuân vào sáng hôm nay, mùng 2 tháng 7 năm 2016. Và để đánh dấu ngày trọng đại đó, gia đình chúng con có tổ chức một bữa tiệc vui quy. Những cánh tiệc hồng đã được gia đình chúng con chuyển đến tận tay quý cha, quý chức cũng như quý vị. Và vì tình cô gái đặc biệt đối với gia đình chúng con, quý cha, quý chức cũng như quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, đã gác lại phía sau tất cả những bề bộn của công việc. Có những quý cha và quý vị đã vượt một chặng đường rất dài để cùng tề tụ về đây hòa chung niềm vui với gia đình chúng con và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Sự hiện diện của quý cha, quý chức cũng như quý vị làm gia đình chúng con hết sức cảm kích, và chúng con hy vọng rằng với sự tiếp đón nhiệt tình, ân cần và chu đáo của gia đình chúng con sẽ làm hài lòng quý cha, quý chức cũng như quý vị. Và nếu có điều chi sơ sót ngoài ý muốn, xin quý cha, quý chức cùng toàn thể quý vị hết sức thông cảm và lượng thứ. Sau cùng, xin kính chúc quý cha, quý vị cùng toàn thể quý khách dùng những tiệc vui quy thật vui tươi, quan miệng, ấm cúng và đầy ấp tình yêu thương. Xin hết lời. Kính thưa toàn thể quý vị, hai họ, tôi đại diện cho họ nhà trai. Lời đầu tiên, tôi xin kính chào tất cả quý vị và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hôm nay đến với lễ vu quy tại nhà gái thì họ nhà trai chúng tôi rất là cảm kích về sự tiếp đón rất nồng nồng, và những đại diện họ nhà trai chúng tôi xin gửi lời cảm ơn họ nhà gái và cũng kính chúc mọi người có một bữa tiệc vui vẻ. Tôi xin cảm ơn. Tôi xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất là chân tâm, quý báu và đầy đủ ý nghĩa đến từ hai vị đại diện hai dân tộc. Giờ đây xin mời hai vị đại diện cùng sẽ cùng tiến bước lại gần nhau, trao nhau một cái bắt tay và cùng trở về bình thường với gia đình. Xin chân thành cảm ơn hai vị đại diện rất là nhiều. Giờ đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ tiến về bàn để chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nghi thức đầu tiên và đến thôi đương, đó là nghi thức cử điều chú con. Cho tình yêu và cuộc sống, và đôi lời họ đã cùng nhau vượt qua, để rồi ngày hôm nay đây họ lại cùng nhau tay trong tay đăng quang trong cánh cờ tình yêu, đăng quang trong cánh cờ hạnh phúc. Còn lúc này đây, chú rể Lê Huy cũng như cùng muốn nói với cô dâu Tuyết Linh rằng cảm tạ chú đã cho con người bạn để cùng con chia sẻ những niềm vui, những ngọt ngào và yêu thương cháy bỏng. Sẽ giữ dành cho người con yêu, trong tất cả chúng ta ai cũng đều trải qua kết tóc xe tên tình đẹp mãi, xây nền hạnh phúc đến trăm năm. Giờ đây xin mời chú rể và cô dâu sẽ dâng những ly rượu đầu tiên, dâng đến những vật sinh thành luôn đong đầy tình mẹ, nơi trời lòng lòng không phụ con cha. Xin mời chú rể và cô dâu cùng trở về vị trí giữa của sân khấu ạ. Và cùng nâng ly để đánh dấu tình hôn nhau giữa hai gia đình chúng ta từ nay sẽ mãi mãi thắt chặt và bền vững.
phẩm của chúng ta sẽ có được vẻ thảo và dâu hiền và sẽ được thật nhiều sức khỏe. Giờ đây xin mời hai ông xui cùng tiến lại gần nhau một lần nữa và cho cho nhau một cái bắt tay để cùng trở về phía dưới tiếp đón quý vị đoàn khách. Và tiếp theo xin mời hai bà xui cũng sẽ cùng tiến lại gần nhau và cho cho nhau một cái bắt tay ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
của mình. Và xin các vị cũng dành cho ca sĩ đầu tiên của chúng ta những tràng hót tay thật lớn để khích lệ được không ạ? Thank you.
con đường tình anh đây luôn mãi trao em nồng say. Tình đã lên ngôi sánh đôi cho chúng ta nay bước cùng nhau, dù bao gian nan tay nắm tay nhau vượt qua những tháng năm phía trước đời ta. Cho dẫu có bao chông gai dính dập thì xin giữ mặn nồng thủy chung, nguyện mãi bên nhau có nhau khi ấm êm hay lúc sầu lên. Tình ta không phai xây đắp tương lai ngày mai, vững bước đi gian khó sân chi, xin hãy nhớ bao yêu thương dịu vợi mà
đã một thời xây đa. Nguyện mãi bên nhau người ơi, mãi mãi bên nhau từ đây. Sẽ đưa em hết con đường tình anh đây, luôn mãi trao em nồng say. Tình đã lên ngôi xanh đôi cho chúng ta này bước cùng nhau. Dù bao gian nan, tay nắm tay nhau vượt qua những tháng năm phía trước đời ta. Cho dẫu có ba chông gai.